Hello, mến chào, thân thương chào cả nhà thân yêu. Trong tập phim hôm nay, tụi mình sẽ giới thiệu cả nhà cảnh đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên thành phố Buôn Ma Thuột. Ở đây chính là địa phận huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đi lên hướng về phía thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Khung cảnh phải nói là rất là đẹp. Phía xa xa đồi núi cứ chập trùng, rồi cây xanh, khí hậu rất là mát mẻ. Mời cả nhà cùng xem với gia đình mình nha. Người ta thường hay nói với nhau, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ. Nói đùa mà thật, dù được cảnh báo yêu là khổ như một nguyên tắc bất di bất dịch, nhưng hầu hết ai cũng chấp nhận khổ để có được cảm giác yêu. Thi sĩ Xuân Diệu đã từng lên tiếng giùm ta: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào. Sống mà không yêu thương thì sự sống đâu còn ý nghĩa gì nữa. Hãy cứ yêu đi, càng yêu ta sẽ thấy cuộc đời này càng thêm màu nhiệm. Nếu sợ khổ mà không dám yêu thì ta có chắc là mình sẽ sống hạnh phúc hơn không? Đời sống có nhiều thứ khác khiến ta khổ, chứ đâu phải chỉ mỗi tình yêu. Xung quanh ta có biết bao nhiêu người dám chịu khổ để yêu, thì tại sao ta phải sợ? Tình yêu có thật sự đáng sợ như ta nghĩ không? Yêu thương vốn là bản năng tự nhiên của con người. Nhưng nếu ta yêu thương con sông, yêu thương cánh đồng, yêu thương quê hương, yêu thương kẻ bất hạnh, thì ta đâu có khổ. Đằng này, đối tượng yêu thương của ta quá hấp dẫn, có thể đánh động vào cảm giác khát khao của ta, có thể làm cho ta đêm ngày mong hay mất ăn bỏ ngủ, có thể khiến ta bất chấp tất cả để sở hữu được nó. Thi hào Nguyễn Du đã diễn tả tâm trạng này rất hay trong đoạn thơ đã mang lấy một chữ tình: khư khư mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, mà đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Khi cảm xúc yêu đương bùng vỡ thì ta không còn tự chủ được nữa, mọi nhận thức hay phản ứng đều vượt tầm kiểm soát. Ta cứ làm lũi, lao tới phía trước như kẻ mộng du, không ý thức được mình đang đi đâu, dù sắp bước vào hố, chông gai. Người phương Tây gọi trạng thái ấy là fall in love, tức là đang bị cuốn vào tình yêu, mà cũng có thể hiểu là đang bị té ngã trong tình yêu. Cảm xúc yêu đương mãnh liệt đến thế, nên nó lấn át lý trí và lấn át cả những hệ tình cảm sâu sắc khác. Chẳng trách sao ta yêu rồi thì ít nhiều cũng trở nên mù quáng. Ta thấy ở đối tượng mình yêu hoàn toàn một màu hồng tuyệt hảo, rất khác với cái thấy của mọi người. Vì thế ta muốn tháo tung ranh giới cái tôi của mình ra để mời người ấy bước vào. Dĩ nhiên ta cũng muốn người ấy nhường chỗ cho ta một nửa trong trái tim họ. Thậm chí ta còn muốn dâng tặng cả cuộc đời mình cho họ. Nên ta đã mạnh dạn tuyên bố yêu hết mình. Thật ra không ai đem hết con người của mình ra để yêu đương một kẻ khác mà không mong muốn nhận lại điều gì cả. Lời tuyên bố ấy chẳng qua vì không kiềm chế nổi cơn cảm xúc muốn được thỏa mãn, hay vì muốn thấy giá trị của mình qua sự nâng niu của kẻ khác mà thôi. Bởi khi màu hồng ấy
trong mắt ta nhạt nhòa, thì trái tim ta không còn rung cảm nữa. Tình yêu như thế cũng chỉ là sự trao đổi cảm xúc. Một tình yêu đích thực phải chứa đựng tình thương, phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời của nhau. Có thể ta đã từng lầm tưởng tình yêu là cung bậc cao hơn tình thương. Sự thật, tình yêu chỉ mạnh hơn tình thương về mặt cảm xúc thỏa mãn, nhưng tình thương lại lớn hơn tình yêu về mặt thấu hiểu và cảm thông. Tức là tình yêu nghiêng về phía hưởng thụ, còn tình thương lại nghiêng về phía trách nhiệm. Trong liên hệ tình cảm lứa đôi, nếu tình yêu lấn át đi tình thương, thì tình cảm ấy cũng giống như lửa rơm, bạo phát bạo tàn. Còn nếu tình thương lấn át được tình yêu, thì tình cảm ấy như lửa than, mãi âm ỉ cháy. Dù khởi điểm là vì tiếng sét ái tình, nhưng nếu ta nhận diện và buông bỏ bớt những đòi hỏi không cần thiết, hết lòng quan tâm đến cuộc đời của người mình thương, thấu hiểu những khó khăn hay ước vọng của họ mà tận tình giúp đỡ, thì ta sẽ có được một tình yêu chân thật